Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Án mạng giữa vườn điều. Một buổi chiều, người dân địa phương đi cắt cỏ cho bò ăn đã kinh hãi khi phát hiện thi hài người phụ nữ nằm co quắp tại góc vắng của một cánh rừng trồng điều. Hung tin nhanh chóng lan khắp cụm dân cư thưa thớt. Nhiều người nhận ra nạn nhân là bà Trương Thị Liên. Bà Liên mất trong tư thế nằm úp, quần tụt xuống qua gối. Hầu hết cư dân địa phương đều cho rằng bà Liên đã bị kẻ xấu lợi dụng chỗ vắng vẻ, khống chế, cưỡng tình và dùng khăn ghì đến tắt thở. Ngay lập tức, vụ việc được trình báo với chính quyền và công an địa phương. Khi cơ quan điều tra đến nơi xảy ra vụ việc, đã có rất đông người dân hiếu kỳ bao quanh khiến hiện trường bị xáo trộn. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng điều tra chỉ thu thập được một chiếc áo mưa nhau nát và 3 mảnh vỡ đèn xi nhan chiếc xe của nạn nhân. Nạn nhân bị cướp mất số tiền hơn 1 triệu đồng, một xe máy, một chiếc điện thoại di động Viettel, một chiếc điện thoại Nokia. Theo gia đình nạn nhân, khoảng 12 giờ trưa hôm đó, bà Liên đi xe máy sang khu vực rừng điều của trại giam Xuyên Mộc để cắt cỏ và cho bò ăn, trông coi dãy. Đến chiều tối, không thấy bà Liên về, điện thoại không liên lạc được nên người nhà tua nhau đi tìm. Đến lúc đó, người con trai mới nghe xôn xao về thi hài một người phụ nữ ở vườn điều. Những người láng giềng của nạn nhân đều khẳng định bà Liên hiền hậu, sống hòa đồng, được mọi người yêu mến, không mâu thuẫn với ai. Từ những nhận xét này, cơ quan điều tra loại bỏ trường hợp bà Liên thiệt mạng do bị trả thù. Lần theo dấu vết mong manh. Từ kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra tiếp tục loại bỏ giả thuyết nạn nhân bị kẻ xấu giở trò đồi bại trước khi sát hại. Yếu tố tác động trực tiếp khiến nạn nhân thiệt mạng là giải khăn ghi chặt gây tắc nghẽn đường thở. Loại suy những chỉ dấu liên quan đến thi hài và hiện trường, lực lượng điều tra nhận định hung thủ là một người hoàn toàn xa lạ với nạn nhân. Mục đích gây án có thể xuất phát từ một vụ cướp. Do nạn nhân kháng cự, hung thủ đã ra tay sát hại. Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quyết định thành lập ban chuyên án với quyết tâm điều tra cho ra hung thủ. Ban chuyên án tập trung các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành rà soát, thanh lọc, khoanh vùng đối tượng. Do hiện trường nằm trong khu vực sản xuất nông lâm nghiệp của trại giam Xuyên Mộc nên các cán bộ điều tra của ban chuyên án nhắm hướng điều tra về những phạm nhân đã chấp hành xong án phạt tù, được trả tự do trong thời gian gần đây. Những đối tượng chấp hành xong án phạt tù nhưng không trở về địa phương, ở lại sinh sống tại khu vực gần trại được đặc biệt lưu tâm. Đã qua nhiều ngày mà vẫn không tìm ra manh mối nào liên quan đến hung thủ. Một mũi trinh sát được phân công truy tìm dấu tích chiếc xe và những chiếc điện thoại mà kẻ sát nhân cướp được. Thượng tá Lê Thanh Tùng, Phó phòng BC45, Công an Bà Rịa Vũng Tàu quyết định quay trở lại hiện trường vụ án. Qua quan sát kỹ địa thế, người cán bộ dày dặn kinh nghiệm nhận thấy hiện trường là một vườn điều tùm. Lối vào vườn điều có nhiều lùm bụi, cây cỏ dại. Tuy vắng vẻ nhưng nơi đó vẫn thấp thoáng bóng những người chăn thả bò, trồng rẫy và thỉnh thoảng vẫn có người qua lại. Bằng linh cảm của người từng trải qua những vụ án khó, Thượng tá Tùng nghĩ rằng chắc chắn có ai đó trông thấy hung thủ trước khi gây án. Ngay lập tức, anh chỉ đạo các trinh sát dò tìm những người thương lá cà quanh khu vực xảy ra án mạng để tìm nhận dạng kẻ lạ mặt. Các trinh sát tùa đi nhiều hướng để nắm tình hình, người thường lui tới khu vực. Trong số hàng trăm người được dò hỏi, có một người phát hiện ra kẻ lạ mặt. Đó là ông Trần Oanh, hành nghề bán vé số dạo bằng xe máy. Ông Oanh kể rằng, vào buổi sáng trước khi phát hiện thi hài nạn nhân, ông có chạy xe ngang qua khu vực. Trên đường đi, ông có cho một thanh niên lạ mặt, nói giọng miền Bắc, có thể là Hải Dương, xin đi qua giang xe. Khi đến gần trại giam Xuyên Mộc, người thanh niên xuống xe và đi thẳng vào vườn điều. Các điều tra viên lập tức tập trung khai thác thông tin liên quan đến người thanh niên lạ mặt này. Đúng thời điểm đó, trinh sát phát hiện số điện thoại của nạn nhân đổ chuông nhận tín hiệu liên lạc. Lần theo dấu vết, trinh sát gặp một người đang sử dụng chiếc điện thoại của nạn nhân.
Người này cư ngụ tại một khu vực thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, là công nhân cầu đường. Qua tiếp cận được biết, ông ta mua chiếc điện thoại này từ một cửa hàng điện thoại ở ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Một mũi trinh sát khác phát hiện chiếc điện thoại thứ hai của nạn nhân đang được một người ở Hà Tĩnh sử dụng. Cất vó. Một chút manh mối về hung thủ đã hé lộ khi tổ trinh sát ở Hà Tĩnh tiếp cận người sử dụng chiếc điện thoại Nokia. Người này cho biết một người tên Biên đã bán cho anh ta. Người tên Biên cư ngụ ở thôn Hà Hải, xã Hải Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Qua mô tả nhận dạng, các trinh sát nhận thấy kẻ bán điện thoại chính là người thanh niên đã quá sang xe máy của ông Oanh vé số. Từ Bà Rịa Vũng Tàu, Thượng tá Tùng quyết định đích thân dẫn một tổ điều tra đi Hải Dương để nhận diện hung thủ. Tại Công an Hải Dương, được biết Biên có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, Biên giạt về Đồng Nai, sinh sống tại nhà một người cậu hành nghề rèn. Thượng tá Tùng quay ngược trở về Đồng Nai tìm đến lò rèn của người cậu của Biên. Song song đó, một tổ trinh sát đến Hải Dương lần tìm dấu tích ẩn náu của Biên. Tại Đồng Nai, khi nhìn bức ảnh của Biên do Công an Hải Dương cung cấp, ông chủ lò rèn khẳng định đó chính là Biên. Cùng lúc ấy, tổ trinh sát từ Hải Dương báo cho biết Biên đang ở nhà. Ngay lập tức, mọi biến động trong và ngoài ngôi nhà được giám sát chặt chẽ. Khi các trinh sát ập vào, sau một hồi thảng thốt, Biên đã ngoan ngoãn cho tay vào còng. Tại nơi ẩn náu của Biên, các điều tra viên thu được chiếc xe của bà Liên. Hà Minh Biên sinh năm 1992, khai nhận sau khi chấp hành xong bản án 16 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ, hắn đã đến trú tại nhà cậu ruột ở Đồng Nai để học nghề rèn. Do lười nhác, Biên bò nhà cậu rồi bắt xe buýt đi về phía trại giam Xuyên Mộc với ý định tìm người cướp của. Khi đến khu vực km số 25, Biên đi nhờ xe gắn máy của một người bán vé số để đến khu vực phân trại 1, trại giam Xuyên Mộc. Thấy bà Liên đang cắt cỏ, Biên dùng hung khí khống chế, trói hai tay nạn nhân lại. Do bà Liên kêu cứu, Biên dùng khăn cột chặt lại cho đến tắt thở rồi kéo thây đưa vào chỗ khuất. Đó là lý do quần của nạn nhân cụt xuống. Sau khi bà Liên mất, Biên lục túi lấy hai chiếc điện thoại rồi lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Khi đến Xuân Lộc, Biên bán một chiếc điện thoại và tiếp tục chạy xe ròng rã 3 ngày đêm về Hải Dương. Khi đi ngang Hà Tĩnh, Biên bán nốt chiếc điện thoại còn lại. Tòa Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Minh Biên tử hình về tội sát hại người cướp tài sản. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.